Đúng là khi mà nhìn thế giới ở một cái bản đồ mới, đó là bản đồ bệnh tật, thì chúng ta cũng thấy rất là đáng sợ đúng không? Virus nè, rồi dịch bệnh nè, rồi những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần nè, rồi cả những cái vấn đề mà chúng ta ít khi nói đến nhưng mà nó cũng cực kỳ là nguy hiểm, ví dụ như là bệnh béo phì, những chứng bệnh liên quan đến tiểu đường. Và ngoài ra còn có một cái bệnh nữa mà ngày hôm nay chúng ta cũng tổ chức một cái ngày để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh này, đó là ngày 24 tháng 3, ngày Thế giới phòng chống lao. Đây được coi là một cái căn bệnh chết người thầm lặng. Khi mà quý vị khán giả và chị Hồng Quyên biết không, năm 2023 thì một cái con số được đưa ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO là mỗi năm Việt Nam của chúng ta có thêm 172.000 người mới mắc lao và khoảng 13.000 người tử vong một năm nha quý vị, là chỉ do bệnh lao mà thôi. Và cái con số này khi mà mình đối sánh với lại cái tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông á, thì nó còn cao hơn nhiều. Và thực ra thì nếu mà mọi người biết thì trong cơ thể của chúng ta bao giờ cũng có cái mầm của cái bệnh lao. Thế nhưng mà tùy do môi trường mình sống, tùy do cái năng lực của mình làm việc nhiều hay ít tới đâu mà nó ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và có thể dẫn tới bị suy giảm và mắc bệnh lao. Trong gia đình của ông Quyên là có một bạn rất là trẻ, mới học cấp 2 thôi, mà bị là do cái hệ suy giảm của em miễn dịch. Và sau đó thì gia đình đã phải mất rất nhiều thời gian thầm lặng để chữa, bởi vì sợ lây và cũng là sợ ảnh hưởng tâm lý đến con. Vì vậy cho nên là nhìn từ đó để quý vị thấy là đây là một căn bệnh nó cũng không phải thuộc ngoại lệ của riêng ai đâu, cho nên chúng ta cũng phải rất là cảnh giác để có thể chăm sóc cho mình đối với bệnh lao. Dù còn khá là nhiều khó khăn nhưng mà hiện tại thì nước ta cũng đang thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao vào khoảng năm 2035. Và trong đó thì y tế cơ sở đóng một vai trò rất là quan trọng, bởi vì đây là một cái lực lượng mà tiếp cận đầu tiên với người dân, có thể giúp phát hiện sớm, có thể giúp quản lý và theo dõi người bệnh lao ngay từ khi mới khởi phát. Vậy thì cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Trong năm 2023, chương trình chống lao quốc gia đã phát hiện 106.086 trường hợp mắc lao các thể, tăng 2.282 bệnh nhân, tương đương 2,2% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành chức năng đánh giá, dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam vẫn còn rất nặng nề. Chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng. Cái số lượng bệnh nhân lao trong nhân dân của chúng ta còn rất lớn, ước chừng khoảng 170.000 ca trong toàn bộ đất nước, toàn bộ trong nhân dân chúng ta, thì số lượng rất lớn như vậy. Nhưng mà cái nhóm mà chúng ta đáng ngại nhất đấy là lao kháng thuốc. Lao kháng thuốc theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam cũng có hàng năm có khoảng hơn 9.000 ca lao kháng thuốc. Và số lao kháng thuốc này mà không được kiểm soát phát hiện thì sẽ là nguồn lây. Thống kê cho thấy, số bệnh nhân lao được phát hiện và báo cáo hàng năm tại Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính. Vì vậy, để tăng cường công tác phát hiện lao trong cộng đồng, y tế cơ sở đóng vai trò nòng cốt, chủ động tầm soát, sàng lọc người mắc lao. Ông Đỗ Vị biết mình mắc lao một năm trước. Tuy nhiên, nhờ được phát hiện sớm và được cán bộ y tế cơ sở hỗ trợ tận tình về thuốc uống, hướng dẫn cách tự theo dõi bệnh, nên đến nay sức khỏe của ông vẫn ổn định, có thể lao động sản xuất bình thường. Bà nghe là bác sĩ rằng uống thuốc răng quay uống là cho đúng giờ chứ, vì uống cho điêu chứ đừng quay nữa để chờ thời gian này thôi. Người bình thường gọi là không ho nữa. Ông Vị chỉ là một trong 180 bệnh nhân mắc lao đang được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi tháng, bệnh nhân chỉ tái khám một lần, tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Thì chúng tôi sẽ gửi từ bệnh nhân về tại trạm y tế. Sau khi ở trạm y tế thì họ sẽ điều trị ngoại trú. Tùy theo phác đồ điều trị, họ sẽ điều trị 6 tháng. Và trong những tháng đó thì tùy theo những thời điểm mà họ phải lên ở đây để được tái khám, họ sẽ được chụp phim lao và làm đo đạc đàm. Tất cả những bệnh nhân mà xét nghiệm thì chúng tôi được tư vấn để họ được xét nghiệm HIV. Đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống lao. Tuy nhiên, hiện cơ sở y tế vẫn có sự chưa đồng đều giữa các địa phương. Khắc phục thực tế này, thời gian qua Bệnh viện Phổi Trung ương đã xây dựng cuốn sách hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh lao, lao tiềm ẩn, tăng cường vai trò của các cơ sở khám chữa bệnh. Qua đó chuẩn hóa và đồng bộ hóa hoạt động phát hiện bệnh lao tại tuyến xã, phường. Tất cả các bệnh nhân mắc hô hấp đến khám tại tuyến cơ sở y tế sẽ được sàng lọc nguy cơ mắc lao. Giáo dục cho người dân nhận thức được là lao không phải là một bệnh lý gì mà quá chứ kinh sợ. Bởi vì vấn đề phát hiện và điều trị thành công, và hiện nay điều trị thành công là trên 95%. Sớm tiếp cận với các cơ sở y tế khi có các triệu chứng nghi ngờ, thì cái đó rất quan trọng.
Việc nâng cao năng lực của y tế cơ sở trong tầm soát, phòng ngừa bệnh lao sẽ giúp cho tỷ lệ phát hiện ca mắc mới tại cộng đồng tăng lên, từ đó loại trừ được các tác nhân gây bệnh và giúp giảm tỷ lệ lao kháng thuốc, đa kháng thuốc trong cộng đồng.